Chào tất cả mọi người nhá. Mà Long Vlog chào các cháu nhá. Chúc tất cả mọi người là ngày mới vui vẻ nhá. Các bạn sức khỏe rồi thì kiếm được nhiều tiền. Còn các cháu thì chăm ngoan học giỏi nhá. Hôm nay vợ bác đi vắng, bác lại bắt trộm một con gà ở cái chuồng nuôi 8 năm kia, mới lại bắt trộm con vịt nuôi đây để mua về để định để đến lô en để thịt, nhưng mà bác bắt trộm nó thịt. Cháu nào biết thì đừng có bảo nhá. Bây giờ để bác đi bắt con gà trước nhá. Chưa một cái tay rồi. Đã ăn trộm rồi cho bó câu thì to nhất luôn. Đói rồi. Đói nó mổ cái quá. Nhớ mà nó phi ra thì đuổi nhá. Bắt con to nhất như chuồng luôn để nướng ăn cho nó chất. Này thời tiết rét rét thế này để nướng siêu cay ăn nó chất mọi người nhá. Hôm trước là nướng kiểu nướng cả con, hôm nay nướng phanh luôn. Đấy đã, bắt tiếp con vịt này. Vợ bác mua để mà rốt để thịt Giáng sinh, nhưng mà bắt trộm thịt thương. Bây giờ mình đi thịt hai con này nhá mọi người nhá. Rang tí mắc khén cho vào cho nó thơm mọi người ạ. Thơm lắm. Bây giờ gà vịt mình đã thịt xong rồi mọi người nhá. Cái mùa này mùa đông nhanh tối quá. Đấy mới sáng thế mà mình thịt được hai con gà con vịt xong rồi. Bây giờ để mình cho gia vị để ướp nhá mọi người nhá, để nướng nhá. Cả tối quá. Gia vị chuẩn bị hành khô này. Hôm nay mình sẽ nướng banh sải cánh ra lại như là kiểu vịt bay gà bay nhá, chứ không nướng kiểu nướng cả con như trước móc mật nhá. Đây mình cho hành khô này. Ớt, tươi này. Sả này. Cho ít ớt siêu cay này. Cho ít ớt nhập khẩu từ Singapore về. Còn cái hàng nhập khẩu này cho tiết kiệm có tốn. Nhờ cho ít mắc khén này nó thơm. Cho tí tiêu xay ngay này. Cho tí mình chỉnh kiểu Dubai này. Cho tí hạt nêm từ thịt cà lo. Vẫn là cho tí nước mắm vào nó mới thơm, nó mới bay mùi khắp xóm. Cho tí dầu rán mềm mại nhé. Cho tí tương ớt nó cho nó sướng, nó cay.
Đây lại cho tí nước đặc biệt vào tí cho nó. Cho thêm tí ngũ vị hương nữa vào để cho lên mùi nó thơm. Gia vị là tương đối rồi đấy, bây giờ để bắt đầu ướp. Ui, thơm lắm rồi. Hôm nay cho hai chú này là cùng chung gia vị luôn. Nó như kiểu là cùng chung chiến hào ấy. Đây, ok rồi mọi người nhá. Đây phải gọi là ẩm thực gà bay, vịt bay luôn. Đưa ra để nướng nhé mọi người nhá. Cho ra để lửa lửa lên em nào. Đúng là một công trình nghệ thuật. Chờ đợi nó om thêm tí để đi hái làm rau ở ruộng vào để cho nó tươi các bạn. Ăn rau bây giờ là cứ phải rau sạch mọi người. Đấy, trực tiếp ruộng chén luôn mà. Không phải no gì. Này, đưa sát xuống rồi cho mọi người xem là cái trình độ của mình nướng gà bay thế nào, nó có cho nhìn nó có cháy đều không. Từ bé giờ hôm nay mới nướng kiểu gà bay kiểu này nhưng mà nghe có vẻ là không thành công cho lắm. Nhìn nó cháy cháy không đều thế này thôi nhưng mà thơm lắm rồi mọi người. Nước miếng bắt đầu nó lại cứ tuôn ra rồi. Thịt nó hồng. Cháy không? Cháy đều luôn. Người trước khi băm là phải làm nếm thử cái quy cách nấu nướng, là khi nấu xong là phải lếm chứ không nhỡ nó xấu mọi người. Mời mọi người nhá.
nếm thử tí xem nó sống cái chín thế nào nhá, mời tất cả các cháu nhá. Ngọt quá, chín hết rồi, ngọt ngọt. Mời mọi người nhá, mời các cháu nhá. Nướng kiểu này nó thơm rồi, nó có mùi nó bám bám khói vào thơm. Quá thơm luôn. Mời mọi người nhá, mời tất cả các cháu. Ui, tay dính toàn gia vị rồi. Thơm quá. Chọt lắm mọi người. Một clip gà vịt nướng theo kiểu gà vịt bay này thì mình xin dừng ở đây nhé. Các bạn xem clip của mình hay thì đăng ký, ấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ nhá. Chào mọi người nhá, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Chúc các cháu buổi tối vui vẻ nhá, học hành ngoan nhá. Bye bye.